chúng tôi đang leo núi bằng đường xuống. Đây là leo núi Bà Đen. Và đi nửa đường thì chúng tôi phát hiện một bụi tre khổng lồ. Không biết nó là tre gì. Này các bạn xem. Cây thì thẳng tắp và cao vút. Thân cây thì rất to. To phải đến đường kính 18-20 cm. Lâu nay thì nghe nói đến tre khổng lồ Thái Lan. Ở Việt Nam thì có thể lần đầu tiên tôi mới thấy được cái tre to như thế này. Và chiều cao của những cái cây tre này thì có thể đến 20-30 m. Và trên những cái mát tre thì nó có khá là nhiều rễ. Và thân cây có lông. Nó tương tự với tre, có thể là nó cùng dòng họ với tre mạnh tông. Nó khác với tre điện trúc và bát độ. Tôi lên một gốc cao hơn để nhìn rõ hơn. Cây rất thẳng và to. Mặc dù vậy thì đường kính của thân cây thì nó cũng khoảng 20 cm thôi. Còn theo thông tin trên mạng, đường kính của cây khổng lồ Thái Lan nó đến 35 cm. Nhưng mà những cái thông tin đó không biết có thật hay không. Còn cây tre này thì đường kính 20 cm là thật.